quý vị quay trở lại với bản tin FBNC ngày hôm nay 15 tháng 7. Kính thưa quý vị, Bộ Công Thương vừa đề xuất Chính phủ lên quy hoạch và cấp phép cho các khu công nghiệp dệt may có diện tích từ 500 đến 1.000 hectare để có thể thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Bên cạnh đề xuất Chính phủ thống nhất quy hoạch và cấp phép cho các khu công nghiệp dệt may lớn từ 500 đến 1.000 hectare, Bộ Công Thương còn kiến nghị Thủ tướng cho áp dụng các quy định hỗ trợ cao nhất cho đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp tại các địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Kiến nghị này được cho là để tránh tình trạng các địa phương tự quy hoạch và cấp phép cho các khu công nghiệp dệt may gây ra chồng chéo, thiếu đồng bộ. Quy hoạch chung có thể giúp kết nối hạ tầng giao thông giữa các khu công nghiệp dệt may với các đầu mối logistics như cảng hay trung tâm giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu, từ đó giảm chi phí vận chuyển. Trước đó, Hiệp hội Dệt may đã từng gửi Thủ tướng bản đánh giá tình hình doanh nghiệp dệt may và các đề xuất tháo gỡ khó khăn. Trong đó có đề nghị cấp phép cho các khu công nghiệp dệt may từ 500 đến 1.000 hectare, đề nghị hỗ trợ lãi vay cho dự án đầu tư vào xử lý nước thải tại các khu công nghiệp này. Sau 6 tháng đi vào hoạt động thì đường sắt thành phố Hồ Chí Minh đã thu được doanh số là 15 tỷ đồng. Đó là con số ấn tượng được ban điều hành thông báo trong hội nghị tổng kết 6 tháng hoạt động của đường sắt thành phố Hồ Chí Minh. Theo ông Lê Hoàng, phó ban điều hành đường sắt cho biết, số lượng sách tiêu thụ trong 6 tháng là hơn 200.000 bản, đạt 15 tỷ đồng, trong đó 5 đơn vị có doanh thu hơn 1 tỷ đồng, các đơn vị còn lại doanh thu từ gần 200 triệu đến hơn 500 triệu đồng. Từ ngày khánh thành ngày 9 tháng 2 đến nay, đường sắt trở thành địa chỉ văn hóa, điểm đến của người yêu sách. Nơi đây không chỉ tập hợp số lượng đầu sách phong phú mà còn thường xuyên diễn ra những buổi giao lưu tác giả tác phẩm, hàng loạt buổi triển lãm theo chủ đề. Thông qua việc hình thành đường sách, các đơn vị phát hành xuất bản thuận lợi hơn trong việc quảng bá hình ảnh thương hiệu, đồng thời đến gần và hiểu rõ hơn sở thích tâm tư của bạn đọc. Trong thời gian tới, ban điều hành đường sách sẽ tiếp tục phát huy và khắc phục những điểm còn tồn động như thiếu bảng hiệu nhận diện đường sách ở hai cổng vào, hệ thống chiếu sáng chưa đảm bảo, đẩy mạnh quảng bá đường sách trên các phương tiện truyền thông. Theo thông tin từ Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thì từ nay đến trước ngày 22 tháng 7, người lao động ở Thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng tham dự kỳ thi tiếng Hàn đi làm việc tại Hàn Quốc có thể liên hệ với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn tham dự. Người lao động có thể gọi điện thoại trực tiếp cho Phòng Việc làm Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo số điện thoại 0838205149 trong giờ hành chính hoặc có thể gửi thông tin vào hộp thư điện tử vietlam.sldtbsh@tphcm.gov.vn gồm các thông tin họ tên, năm sinh, giới tính, địa chỉ thường trú, trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn, trình độ tiếng Hàn hiện tại, điện thoại liên hệ. Sau thời gian trên, Trung tâm Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sẽ rà soát và lập kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn cho người lao động theo chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài tại Hàn Quốc. Kính thưa quý vị, sau Đà Nẵng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhiều dấu hiệu cho thấy sẽ là điểm đến tiếp theo của du khách Trung Quốc. Rút kinh nghiệm từ các địa phương đi trước thì các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất hàng loạt các chính sách nhằm ngăn chặn tình trạng lộn xộn và mất trật tự do du khách Trung Quốc để lại những nơi họ đã đi qua. Tuy nhiên thì theo quan điểm của các doanh nghiệp, Trung Quốc vẫn là thị trường du khách đầy tiềm năng với mức chi tiêu không hề ít cho ngành du lịch của thành phố. Số liệu của Tổng cục Du lịch cho thấy, tính đến hết quý 2 2016, lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt hơn 4,7 triệu lượt, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, riêng khách đến từ Trung Quốc đại lục đã đạt hơn 1,2 triệu lượt, nghĩa là chiếm hơn 1/4 tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 6 tháng. Con số này tính ra đã tăng đến 48% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau thời gian sụt giảm thê thảm, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam đã tăng trưởng trở lại. Lượng du khách đến tăng ồ ạt đã kéo theo những hệ lụy về công tác quản lý trong quản lý du lịch. Đặc biệt, Đà Nẵng, Khánh Hòa, nơi tập trung phần lớn lượng khách Trung Quốc của Việt Nam hiện nay, đã xuất hiện nhiều trường hợp doanh nghiệp lữ hành Trung Quốc núp bóng, hoạt động dưới tư cách pháp nhân của một công ty Việt Nam. Điều này đã gây lũng đoạn thị trường, phát sinh nhiều vấn đề ảnh hưởng đến uy tín ngành du lịch trong nước. Một số công ty họ không có đủ cái năng lực để mà đón tiếp cái thị trường khách Trung Quốc, thành ra họ sẽ sử dụng nhiều cách, đó là như báo chí vừa rồi cũng đề cập, có thể là họ cho núp bóng hoặc là họ sẽ coi gần giống như là cho thuê cái pháp nhân đó cho khách Trung Quốc đến làm, giống như là Nha Trang. Đặc điểm chung của các doanh nghiệp này là hạ giá tour bằng mọi cách. Thực tế đã xuất hiện không ít tour Trung Quốc Việt Nam được bán với giá không đồng và lợi nhuận được lấy lại bằng cách chặt chém khách thông qua dịch vụ xuất tour. Chẳng hạn một chai rượu sim giá chưa đầy 50.000 đồng được bán cho khách Trung Quốc với giá hơn 1,5 triệu đồng. Tính ra tiền mà du khách bị chặt chém còn nhiều hơn tiền mua tour giá bình thường. Do tình hình cạnh tranh khá là gay gắt về giá và cũng có một số bộ phận các doanh nghiệp vì cần đối tượng khách nên và chạy theo lợi nhuận nên bất chấp là sử dụng các dịch vụ hoặc là vi phạm các quy định cũng như là pháp luật của nhà nước, buông lỏng việc quản lý khách đón khách,
dẫn đến tình trạng là và bát nháo. Với đặc điểm là trung tâm kinh tế văn hóa quan trọng của khu vực phía Nam, thành phố Hồ Chí Minh đang được dự báo sẽ là điểm đến ưa thích tiếp theo tại Việt Nam của du khách Trung Quốc. Thực tế, số liệu của Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, trong khi lượng khách quốc tế đến thành phố vẫn giữ tốc độ tăng trưởng bình thường, khoảng 12,2% trong 6 tháng đầu năm, thì lượng khách từ Trung Quốc đã tăng đột biến đến 64%. Hiệp hội Du lịch thành phố cho biết, cũng ghi nhận không ít trường hợp doanh nghiệp lữ hành hoặc cung ứng dịch vụ du lịch nhận được yêu cầu bán tư cách pháp nhân cho doanh nghiệp Trung Quốc. Các doanh nghiệp của lữ hành của thành phố Hồ Chí Minh và một số các cái đơn vị của cung ứng dịch vụ cũng có những cái thông tin là cũng có những trường hợp đặt vấn đề giống như tương tự như ở Nha Trang và Đà Nẵng, nhưng các cái doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh từ chối, thì đây là một cái biểu hiện mà tôi thấy là đó là cái sự tính thức trách nhiệm đối với hoạt động du lịch. Nhằm hạn chế tình trạng bát nháo như Đà Nẵng, Khánh Hòa, nhiều doanh nghiệp đã đồng loạt kiến nghị tăng cường quản lý với những doanh nghiệp có dấu hiệu bất thường. Hiện trạng ở thành phố Hồ Chí Minh mình, cái trường hợp này, tình trạng này thì hầu như chưa có phát hiện được. Nhưng mà dĩ nhiên sắp tới thì cái việc này thì cũng xin kiến nghị là các cơ quan quản lý nhà nước mình nên chú ý tới cái việc này. Rất là không khó phát hiện đâu. Tức là tự nhiên những công ty mà trước giờ làm nội địa hoặc là làm áo bao mà cũng có làm biên bao nhưng mà chưa bao giờ có khách, mà tự nhiên đùng một cái lượng khách của họ tăng y rất là đông, mà lại là khách Trung Quốc nữa, thì cái việc đó thì phải chú ý đó. Hiện nay có một số doanh nghiệp Trung Quốc vào thành phố này, họ có sự chuẩn bị rất là kỹ, và nó có thể nói là có một số người tài Việt luôn, họ đầu tư rất mạnh vào đây luôn. Thậm chí mình ở đây là mình chỉ làm như trước đây tôi đã nói là mình chỉ bán văn cho họ thôi. Họ đề nghị rất là rõ ràng, mà hiện nay là ở Đà Nẵng và Nha Trang đang xảy ra hiện tượng như vậy, mà chả lẽ chúng ta cứ đứng nhìn sao? Nếu chúng ta làm không cương quyết vấn đề này thì họ vừa làm, họ vừa lợi dụng mình, họ còn cười cho mình. Một vấn đề khác cũng làm đau đầu cơ quan quản lý là tình trạng người Trung Quốc sang Việt Nam để làm hướng dẫn chui. Từ đó xuất hiện một khái niệm mới, sitting guide, hướng dẫn viên ngồi không là bình phong và canh chừng cho các hướng dẫn viên nước ngoài. Không chỉ hoạt động trái quy định pháp luật Việt Nam, tại Đà Nẵng và Khánh Hòa vừa qua còn xuất hiện tình trạng các hướng dẫn viên Trung Quốc cố tình xuyên tạc lịch sử Việt Nam khi hướng dẫn khách đến những di tích văn hóa lịch sử. Tại thành phố Hồ Chí Minh hiện đang có khoảng 234 hướng dẫn viên du lịch tiếng Hoa được cấp thẻ. Theo số liệu của Sở Du lịch thành phố, số lượng này hiện vẫn có thể xoay sở được với số lượng khách Trung Quốc đến thành phố như hiện nay. Nhưng với đà khách tăng như hiện tại, nhiều doanh nghiệp lữ hành lo ngại lượng hướng dẫn viên tiếng Hoa sẽ thiếu hụt, từ đó phát sinh việc sử dụng hướng dẫn viên Trung Quốc như đã xảy ra tại Khánh Hòa, Đà Nẵng. Thì hàng năm cái đội ngũ hướng dẫn viên tiếng Hoa của mình đào tạo để mà tốt nghiệp ra trường á, thì có được cái số lượng bao nhiêu bạn để mà theo cái ngành hướng dẫn viên tiếng Hoa này thì chắc con số này không nhiều, mà đa phần anh em trong cái thị trường Trung Quốc tiếng Hoa này đó, nhìn qua nhìn lại thì cũng là cái đội ngũ hướng dẫn viên tiếng Hoa là hầu như là trên 40 tuổi, ít ai mà có thể là dưới 40 tuổi để mà theo kịp cái thị trường. Ưu thế riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, theo đại diện Hiệp hội Du lịch thành phố Hồ Chí Minh, là vẫn còn tồn tại một cộng đồng người nói tiếng Hoa khá đông. Đây có thể là nguồn bổ sung lực lượng hướng dẫn viên tiếng Hoa khá tốt. Tuy nhiên, hiện nhóm này đang gặp trở ngại về vấn đề bằng cấp. Do đó, một số doanh nghiệp đề xuất tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ ngắn hạn và cấp thẻ hành nghề tạm thời cho một số hướng dẫn viên giỏi tiếng Hoa nhưng chưa tốt nghiệp cao đẳng. Để mà dễ trong cái vấn đề này thì tôi nghĩ là Hiệp hội Du lịch Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với lại sở, với lại tổng cục du lịch có thể làm thay đổi luật tạm thời cho cấp thẻ hướng dẫn viên tạm thời cho một số các anh chị em mà không đủ cái yêu cầu về điều kiện cấp thẻ, chẳng hạn như là bằng cấp hay gì đó, để mình hạn chế, mình giảm thiểu cái độ rủi ro của cái sitting guide. Riêng về việc quản lý hành vi thái độ của du khách Trung Quốc tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp cho rằng cần có cái nhìn khách quan hơn. Hiện tại, chúng ta vẫn quen nhìn khách du lịch Trung Quốc như những vị khách thiếu văn minh. Tuy nhiên, việc này cũng có thể xuất phát từ việc ngành du lịch chưa hướng dẫn cho họ cách nhập gia tùy tục. Có những cái họ hành xử họ nghĩ là đúng, nhưng mà đối với mình đó là trái với tiêu chuẩn. Để giảm thiểu cái rủi ro này thì đề nghị là thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là sở các ban ngành, nên làm cái cuốn tờ cảnh nang sớm để mà có thể đặt ở sân bay hoặc là nhờ bên
công an xuất nhập cảnh khi mà đóng dấu vào cuốn sổ passport thì có thể để một tờ giấy như một tờ giấy công an vào trong cái cuốn passport của họ bằng tiếng Trung, để họ có thể họ trên đường từ sân bay về tới khách sạn thì họ chắc chắn họ sẽ dòm, họ sẽ xem. Tuy nhiên chung nhất, các doanh nghiệp vẫn nhận định Trung Quốc là thị trường du lịch đầy tiềm năng và đóng góp một tỷ lệ vô cùng quan trọng về lượng khách và doanh số cho du lịch Việt Nam. Do đó, bên cạnh việc siết chặt quản lý với những đơn vị kinh doanh trái pháp luật, các doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh vẫn đề xuất việc mở rộng quảng bá hình ảnh du lịch thành phố tại Trung Quốc, đa dạng các loại hình dịch vụ, điểm đến. Được biết, nhiều đề xuất trong số này đã được phía Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và triển khai. Hiện sở đang gấp rút hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử cho khách quốc tế đến Việt Nam. Bộ quy tắc này dự kiến sẽ được ban hành trong tháng 7, làm cơ sở cho các doanh nghiệp lữ hành sử dụng để giao ước với phía đối tác Trung Quốc khi ký hợp đồng đón khách. Ngoài ra, sở cũng sẽ đề xuất lên tổng cục việc cấp thẻ hành nghề tạm thời cho một số hướng dẫn viên giỏi tiếng Hoa nhưng chưa đáp ứng về điều kiện bằng cấp. Hiện vẫn chưa thống nhất về thời hạn của thẻ tạm thời, nhưng có thể chỉ dưới 3 năm. Xu thế giảm của thị trường chứng khoán tiếp tục được duy trì trong phiên giao dịch cuối tuần hôm nay. Tình trạng chốt lời của nhà đầu tư khiến cho sắc đỏ chiếm ưu thế trên cả hai sàn, thanh khoản thị trường cũng suy yếu dần so với những phiên trước. Chỉ số VN Index đã lấy lại sắc xanh ngay từ thời điểm đầu phiên. Mặc dù vậy, áp lực chốt lời vẫn đang khá lớn khiến cho thị trường khó có thể tăng tốc mạnh. Xu thế tăng của chỉ số có được là nhờ vào nhóm tài chính, ngân hàng, trong khi các cổ phiếu vốn hóa lớn khác suy yếu dần. Về cuối phiên sáng, thị trường đã chuyển hẳn sang sắc đỏ khi mà số lượng mã giảm giá chiếm ưu thế trên toàn sàn. Chuyển sang phiên chiều, chỉ số tiếp tục duy trì trạng thái điều chỉnh. Các cổ phiếu vốn hóa lớn như VCB, GAS cùng các blue chip khác đồng loạt sụt giảm, làm cho thị trường không có cơ hội đảo chiều trở lại. Sắc xanh tại hai mã Vinamilk và Vincom chỉ góp phần giúp cho chỉ số không bị giảm sâu hơn. Khép phiên, VN Index giảm 0,3% xuống còn 664,56 điểm, thanh khoản đạt trên 3.200 tỷ đồng, tương đương hơn 130 triệu đơn vị. Tại sàn Hà Nội, chỉ số HN Index chìm trong sắc đỏ gần như suốt phiên, áp lực bán chiếm ưu thế, trong khi cầu vào suy yếu hẳn đã khiến cho hoạt động giao dịch trên sàn trở nên kém sôi động so với những phiên trước. Chốt phiên, HN Index giảm nhẹ về mốc 86,63 điểm, khối lượng giao dịch chưa đến 50 triệu đơn vị, ứng với hơn 640 tỷ đồng. Vừa rồi là một số tin tức trong nước và chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin tức FPNC với những thông tin đáng chú ý tại khu vực châu Á. GDP Trung Quốc quý 2 năm nay bất ngờ tăng trưởng đến 6,7%. Khách Trung Quốc liên tiếp sụt giảm khiến ngành du lịch Campuchia lao đao.